Ơi bà con biết thanh long hết rồi phải không bà con? Bà con biết thanh long, mà thanh long nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Nhưng mà có những người không ăn được thanh long, đó là những người bệnh tiêu chảy, chân tay mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, nữ giới đang hành kinh, phiền muộn trong người, không ăn cùng với sữa bò, phụ nữ đang mang thai và đang cho con bú bị dị ứng, là vui lòng đừng ăn thanh long. Bởi vì ăn thanh long vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi nha bà con. Đó là những người có bệnh tiêu chảy, bệnh chân tay mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, nữ giới đang hành kinh, phiền muộn trong người, không ăn cùng với sữa bò, đang cho con bú, đang mang thai, bị dị ứng, là vui lòng đừng ăn thanh long để nó tốt cho sức khỏe của mình. Lợi ích của thanh long là nó hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch, đường huyết, ung thư, đẹp, giảm da, giảm cân, hỗ trợ viêm khớp, hệ miễn dịch, đái tháo đường, tốt cho mắt. Rồi. Nó làm tốt cho hệ miễn dịch, đái tháo đường và tốt cho mắt. Nhưng mà ta ăn không quá 300g một ngày. Thôi chứ không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Ăn không quá 300g một ngày, ăn liền liền 6 ngày thì phải nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp. Nhưng mà khi ta ăn là ta ăn trước bữa ăn 1 giờ, trước bữa ăn 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta mới tiếp tục ăn. Trái nó càng đỏ thì càng tốt, nó càng có lợi cho sức khỏe. Nhưng khi ta cắt ta phải rửa dao cho sạch, chứ không ta cắt là từ vỏ xịt thuốc rầy nhiều lắm, cho nên nó dẫn vào trái. Bà con chú ý khi ăn thanh long bà con ơi. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào nào, xin chào.